bỏ xe lúc lúc biển gần lúc hết bánh xe rồi, lúc hết bô luôn quý vị. Vô nước mệt lắm, vô nước vô buri vô máy khổ lắm. Chỗ này là nó cái con đường nó rộng quý vị, cho nên là nước nó tràn vô chỗ này rất là sâu, bền bồng luôn. Đó. Này có xuồng bơi được á chú ơi. Có xuồng bơi là ngon này, chỗ này rộng nè. Này cái nhà chỗ này em. Nhà chỗ đây là nó rất là thấp, nhà cũ hồi xưa giờ rồi. Đó, quý vị thấy không? Đây là cái cổng của nó này, lên nửa cái cổng rồi. Nhà cũ. Bình mỏng nó luôn. Ở nhà nó thấp á. Giờ người ta xây nhà mới hết rồi cho nên là họ lên nâng cao hết, còn mấy nhà cũ hồi xưa nó thấp thì nước vô nhà hết. Đó, trời. Mọi người, quý vị thấy cái xe máy phải kê lên. Xe máy bỏ vô cái thùng kê lên thật cao luôn. Nhà nhà cấp 4 nữa vậy cho nên họ đâu có gác rồi đâu. Phải kê đồ cao thôi. Rất là cực luôn. Mênh mông biển nước. Đoạn này đi xe máy qua là ngập bô hết. Rồi. Chỗ này nó như một cái biển luôn, rộng quá đó. Thì từ chiều hôm qua, nãy em đang nói lơ cỡ từ chiều qua là cái các cái khu vực bị xả lũ ngập là xã Bình Phương quý vị, xã Bình Phương trước này nước sông Cái là phải gọi là cuồn cuộn luôn, rồi sau đó tới xã Bình Trung, rồi xuống xã Bình Thành, Bình Hiệp, rồi giờ chắc Bình Ngọc cũng ngập bền bồng dữ rồi. Ở đây thì thuộc xã Bình Thành, con đường này không được đâu, vô ngập bô á, ngập bô quá lẹ nữa, xe chạy không nổi đâu. Vấn đề là khi mà xe chạy nước nó cản á, nó chạy không nổi, phải xe Accenter, xe mạnh à, nó mới ngập bô nó vẫn lướt. Đây là con đường Gò Chùa vậy, con đường Gò Chùa này bể cái biển, đường nó bị bể mất rồi. Đó, bây giờ nước tràn ra con đường. Đó, chú xe vô bô ấy, vô bô là khổ lắm lận luôn á. Bền bồng hết nè, chỗ này là y như con sông luôn. Đó, cô bán bánh bao. Đây là con đường trung tâm xã, đường trung tâm xã của xã Vĩnh Thạnh. Phía trước kia là hướng hướng đi qua con đường 3 tháng 10 ra giao lại cái đường 3 tháng 10. Giờ mời quý vị đi ra đó nha. Cái đoạn này là trước ủy ban xã này nó lại cao nhất luôn quý vị, không nước không tới được, rất là hay luôn. Trước ủy ban xã rất là thoải mái, không có sợ ngập. Xe đồ, xe máy rồi xe ô tô đồ đi vô tới đây là ủy ban xã gửi vô ủy ban xã hết.
thường những nơi nào mà nó ngập trước á thì nó sẽ rút trước. Ở Vĩnh Thạnh này là nó là một dạng như cái vùng trũng, rồi cho nên là nó chứa nước nó lâu ngày lắm nó mới rút vào quý vị. Và tình hình là phải ngưng xả lũ chứ, còn nếu mà còn xả nữa thì còn lâu mới rút được. Đó, trời mưa này chợ búa là cũng buôn bán này. Rau củ quả bán mấy cái điểm ở phía trước đây thôi. Ở đây là ở phía trước cổng chợ ga này, tối hôm qua là đoạn này nó cũng ngập bền bồng hết, bây giờ có vẻ nước nó rút hơn rồi. Đây nước rút mà trước cổng chợ ga cũng bền bồng luôn. Mạnh lên, chắc qua được, tống mạnh lên. Tống mạnh như người ta đó. Này tay lái vững thì dạng dĩ chạy qua không sợ tắt chứ, chạy mà nhát nhát là dễ tắt máy lắm. Hồi hôm là nó ngập sâu lắm vậy, bây giờ thì nó rút có đỡ rồi đó. Nước trong nhà túa ra. Nước vô nhà không? Cao về mà sao vô được hả? Cao về. Rồi vô tới mép đó luôn hả? Vậy là vô trong nhà luôn hả? Rồi mới dọn ra hả? Ok hết đồ luôn. Khổ không? Hồi như là nước ở phía trên đường 23 tháng 10 nó chạy xuống nhẹ lại rồi cho nên nó đỡ luôn. Được. Chiều qua là mới vừa xả lũ là nước ở trên nó tuôn xuống rồi, tuôn xuống y như thác rồi. Là còn đoạn này cũng ngập hết luôn rồi, nước không.